Sao anh đối xử với tôi như thế? Ai cho anh chửi tôi? Cô có chửi thì cô đâu? Cô vu oan cho tôi à? Mà tôi có biết cô là ai đâu? Anh dám nói thế à? Anh còn bảo tôi ngu nhất thế giới. Bây giờ tôi cho anh một bài học này. Tôi tát anh luôn. Này này thì không quên này. Một phát không quên này. Một phát không quên. Một phát không quên à? Anh nghĩ sao? Nhìn tôi như này mà anh không quên à? Bây giờ tập cuối rồi đấy, sẽ sâu vào. Chị tha cho em với chị ơi. Cái thử loại như anh thì không thể nào tha được nhá. Con bạn tôi nói rồi, chửi tôi chứ không phải khen tôi. Đúng rồi đấy, anh chửi nó chứ anh khen nó à. Đây, tôi là người bạn đây. Tôi ghi âm hết tất cả lại rồi nhá. Các chị ơi, các chị đừng vu oan cho em. Lầy nhá, tôi là người yêu anh. Vu oan cái gì? Lại tát cho một cái lại. Tỉnh người chưa? Dạ, em nhớ ra rồi ạ. Các chị ơi, đừng đánh em nữa. Thôi, em chúng mình tha cho nó nhá. Thôi kệ, tha cho nó đi. Để các bạn thích video này cho mình like nha. Bye bye. Và nhớ subscribe và share để ủng hộ cho kênh của mình được 1 triệu nha. Bye bye. Tập này tập cuối rồi.